Chùa Cao Hà Lĩnh, còn gọi là chùa Mành, tọa lạc trên đỉnh đồi Mã Lim. Vì trước kia ngọn núi này toàn cây lim, thuộc thôn Tiên Hòa 2, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, cách quốc lộ 217 1 km, cách nút giao cao tốc Bắc Nam 2 km. Di tích lịch sử chùa Cao cũ đến nay đã không còn các công trình kiến trúc cũ, di vật của chùa còn lại một bia rùa đá, một khánh đá, chân tảng đá, 5 bát hương đá, gạch và ngói cũ. Tìm hiểu trong sử sách cũng như các tư liệu tại địa phương, hiện tại chưa thấy tư liệu cũ nào ghi chép về ngôi chùa này. Theo trí nhớ của các cụ cao niên trong làng, chùa Cao trước kia gồm quần thể chùa và phủ mẫu. Cũng theo lời kể của các cụ cao niên trong làng, chùa Cao cũ là một ngôi chùa nhỏ được kiến trúc theo lối chữ đinh, gồm tiền đường 3 gian, hậu cung 1 gian. Về hệ thống tượng pháp, về đại khái được bài trí như sau. Lớp trên cùng là 3 pho tượng tam thế, là tượng các vị Phật đại diện cho 3 thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Tượng tạc trong tư thế ngồi thiền, mắt nhắm hờ, tóc xoắn ốc, gọi là bứu nhục khảo, là biểu tượng cho trí tuệ, miệng khẽ cười, biểu thị cho sự viên mãn, thoát tục. Lớp thứ hai là tượng Tây Phương Tam Thánh, gồm tượng Phật A-di-đà đứng giữa, hai bên là tượng Quan Âm, Thế Chí. Lớp thứ ba là pho tượng nghìn tay nghìn mắt. Lớp thứ tư là tượng Phật Thích Ca Sơ Sinh, mô tả Đức Thích Ca Sơ Sinh đứng trên tòa sen, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, tượng có trang phục áo ngắn. Nhà tiền đường bên phải là tượng Ngài A Nan, tượng trưng cho lý định hành. Ngài là bậc thương chủ của hết thảy mọi hàng Bồ Tát, thường giúp đỡ tuyên dương cho việc giáo hóa của Đức Như Lai. Bên trái là tượng Đức Ông, tượng là chân dung vị quan văn đầu đội mũ cánh chuồn. Đức Ông là cấp cô độc, một vị trưởng giả giàu có, thường đem của cải cúng dường chư Phật và giúp đỡ những người cô quả. Ngài nghe Phật giảng đạo mà tự giác ngộ. Bên ngoài nhà tiền đường là tượng hộ pháp, bên trái là tượng ông trừng ác, bên phải là tượng ông khuyến thiện. Phục dựng chùa đến khoảng những năm 1972, do những yếu tố khách quan cũng như chủ quan của lịch sử, trong một thời gian dài, chùa không có người trông coi sửa sang nên dần dần bị hư hại hoàn toàn. Đầu năm 1993, nhân dân trong xã cùng với các nhà hảo tâm và khách thập phương gần xa đã cùng nhau góp công góp của xây dựng lại phủ mẫu chùa Cao. Trong quá trình phục dựng, đã phát hiện được một số hiện vật quý giá cho phép bước đầu đoán định được niên đại của chùa. Các hiện vật bao gồm văn bia, đến nay chữ đã bị mờ không còn đọc được nội dung, chỉ còn lại hoa văn trên chán bia, thể hiện chủ đề lưỡng long trầu nhật. Trong lần phục dựng này, khi đào lại nền móng của chùa, đã phát hiện ra khá nhiều gạch ngói cũ của chùa trước kia. Đặc biệt, gạch và ngói đều có hai loại với kiểu cách và kích thước hoàn toàn khác nhau. Trong đó, có một loại gạch có in dòng chữ La Bách Tính Chỉ và ngói mũi in cánh sen điệu vân mây. Qua những hiện vật còn lại cho phép chúng ta làm sáng tỏ được đôi điều về chùa Cao. Có thể vẫn chưa biết được chùa này xây dựng từ bao giờ, nhưng đến nay, chùa đã trải qua hai lần trùng tu tôn tạo lớn. Lần thứ nhất vào đầu đời Nguyễn, lần thứ hai là vào những năm đầu của thế kỷ 20 đến năm 2011. Được sự đồng ý của các cấp chính quyền, chùa Cao và phủ mẫu được trùng tu tôn tạo lại. Tuy là một công trình kiến trúc nhỏ, đơn sơ, nhưng việc bài trí và thờ phục bước đầu đã theo quy mô kiến trúc của một công trình tôn giáo tín ngưỡng. Năm 2017, được sự thỉnh mời của tín đồ Phật tử, sự đồng thuận của các cấp chính quyền, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã bổ nhiệm sư trụ trì chùa Cao. Hiện nay, chùa Cao được chia làm hai tòa, gồm Phật điện và phủ mẫu. Với sự công đức của sư trụ trì, Đại Đức Thích Tĩnh Hải đã kêu gọi du khách thập phương, các nhà hảo tâm và Phật tử ủng hộ cúng dường đúc chuông chùa, làm cầu kính có bàn tay Phật. Rồi năm 2020 đến năm 2023, đúc tượng Phật Quan Âm 4 mặt cao 31 mét, xây tháp cho du khách thập phương đến chiêm bái. Kiến trúc và bài trí Phật điện chùa Cao được xây dựng trên nền chùa cũ, chùa chính hướng về phía đông, nam, trên sườn núi Mã Lim. Bài trí trong chùa gồm tượng Tam Thế ở trên cùng, ban dưới là Tây Phương Tam Thánh,
Tiếp đến là Thích Ca Tam Tôn, Thích Ca, Đại Trí Văn Thù, Đại Hạnh Phổ Hiền. Kế tiếp là tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn, hai bên tả hữu là tượng Đức Ông và Đức Thánh Hiền và tượng Hộ Pháp. Phù mẫu bài trí lớp trên cùng là tượng Tam Tòa Thánh Mẫu, lớp dưới là Ban Ngũ Vị Tôn Ông, bên trái là Ban Trần Triều, bên phải là Thần Linh Bản Thổ. Chùa Cao, Tiên Sơn Tự là ngôi chùa có lịch sử lâu đời, lại nằm trong một không gian văn hóa cổ đa bút. Trong những năm gần đây, nhân dân làng Tuyên Hòa cùng thập phương tín thí đã cùng nhau góp công góp của tôn tạo lại ngôi chùa nhỏ trên khuôn viên chùa cũ để làm nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh tín ngưỡng. Từ khi có sư trụ trì, chùa Cao Hà Lĩnh đã được tu bổ tôn tạo, nhiều du khách thập phương biết đến tham quan và chiêm bái. Với bề dày lịch sử, lại nằm trong vùng đất đậm nét văn hóa dân gian cùng với vị trí địa lý vô cùng đẹp đẽ. Hy vọng trong tương lai gần, chùa Cao sẽ được phục dựng lại khang trang hơn, to đẹp hơn. Chùa sẽ là nơi bảo tồn các di sản văn hóa Phật giáo, bảo tồn giá trị truyền thống tốt đẹp, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân địa phương.